H2SO4 cộng với NO cộng với H2O. Con này lúc trước thầy làm trong vòng 31 giây này. Đấy. 31 giây. Bây giờ thầy hướng dẫn kem cách làm nhá. Đầu tiên là kem nhận ra cái dạng này là dạng có mấy tố thay đổi nhỉ? 2. Thầy có tách ra không? Không, không xét từng nguyên tố một, xét cả cụm. Xét cả cụm là gì đây? FeS2. Nhưng mà vấn đề là sau phản ứng em phải tính. Ở đây là bao nhiêu? Cộng 3. Thế còn đây? Cộng 6. Vậy thì sau phản ứng thành Fe cộng 3 B xuống. Lưu Huỳnh cộng 6 em B xuống. Thế em đẩy đi đây mấy đây? 1. Đây là gì? 1 để yên. Đây là 1. 1 để yên đúng không? Đấy. Đây là 1 thì đây là 1 để yên. Đấy, kem cứ có cái gì trước như nào để B xuống y hay như thế. Đây thế, có bao nhiêu B xuống, bao nhiêu B xuống, nguyên tắc như vậy. Người ta gọi là B nguyên chỉ số. Được chưa? Thế sau đó người ta cân bằng nguyên tố. Ở đây là một sát đủ chưa? Đây là 26 mình đấy. Vậy thêm mấy vào đây? Đấy. Đấy, kem cho thầy xong đây đã. Kem tất nhiên là hôm nay có thể kem chưa hiểu lắm. Bữa sau thầy để cho luyện tiếp. Thầy sao mà thầy nói luôn là vì thầy muốn những bạn nào hiểu rồi thì về nhà có cơ hội làm để tăng điểm. Thế còn bạn nào chưa hiểu thì sẽ còn luyện tiếp giống như hôm nay đấy. Tất nhiên là từ cái dạng B trở về sau là dành cho học sinh giỏi. Đấy, dạng B. Dạng B, dạng E. Đấy, dạng F, dạng G là dành cho học sinh giỏi. Thế còn dạng C, dạng D là gần như là thầy mang ra giới thiệu thôi, chả bao giờ có mấy. Và các em nhớ rằng là thi học kỳ 1 đấy, đây là một trong những con mà kiếm điểm 10. Đấy, những con nâng cao này là sẽ có một con ở trong đề thi học kỳ để kiếm điểm 10. sẽ là một, sẽ thường là có một hoặc hai con để kiếm một điểm còn lại đấy. Đấy, thầy tin rằng là sau khi các em học thầy phần này thì cái con đấy là các em sẽ nuốt gọn. Xong chưa? Nhanh tay nào. Xong chưa? Mi chỉ xong chưa? Thầy nói tiếp nhá.